Giờ cháu đó. Ừ. Cha lợn lấy vợ nó buồn luôn đó. Có nghĩa là cái người mà lấy vợ của chú là tới đấm, tính ra sao so vai vế là nó là cháu của chú. Ừ, là cháu. Cũng là cháu của vợ chú luôn. Ở bên phòng ngữ của Đồng Tháp các bạn, thì ở đây mình được biết về một người đàn ông, không biết là người ở đâu, nhưng mà lại dựng một cái chòi khá là nhỏ, sống ở dưới cái gầm cầu này cũng khá là lâu rồi các bạn. Thì hôm nay mình mới đi ngang qua thì mình mới ghé để tìm hiểu về cái cuộc sống của này, và tại sao lại sống ở trong một cái chòi ở dưới cái gầm cầu các bạn. Biết là đi vào đường nào đấy. Con chào chú. Ủa là chú ở bên này hay bên này? Ở đây nè. Ủa cái này á hả? Ồ. À. Ô nó đây, còn mình tưởng cái này là cái chòi thì có khả năng ở thì cũng còn được, còn có lý đi. Thằng này nó lại là một cái này nữa. Chú ở đây được lâu chưa? Ở đây 3 năm rồi. 3 năm rồi. Ô chú chưa. Ờ nó nhỏ vậy sao mà ở? Cho con đi qua tí nha. Ồ, cho con đi. Bệnh nghỉ được mấy ngày rồi, chú bán xấu được gì. Ủa, là chú bị bệnh nhá hả? Là bị bệnh gì chú? Bệnh gặp đâm thấy chưa? À. Bệnh sắp chết luôn đó. À, chú ngồi vào trong kia đi chú, cho con xem cái chú ở của chú xíu. Đây. Đây là cái món gì đây chú? À, giờ này không có gì ăn, chẳng bắt cua luôn ăn à. À, không có gì ăn, cho nên bắt cua để ăn hả? Yeah. À, còn cái nồi kia là nồi cơm à? Cơm. À, rồi này chú ăn cơm chưa? Dạ. Ăn rồi á hả? À rồi ở vậy ví dụ như thế là bên trên cái mái mà nó không có cái che như vậy mà nó có cái gầm cầu có thì mưa nó có dột không chú? Mưa thì bình thường nó không dột mà có dông mới dột chú ạ. À dông là nó tạt vô nhà hả? Dạ. À trời chưa bao giờ mà thấy ai mà ở kiểu này luôn á. Thì cảnh khổ phải chịu thôi. Dạ. Nhà khổ rồi chịu chú luôn. Cho hỏi thăm một tí là chú tên gì? Tên Hồ Văn Cải. Chú Cải. Dạ. Dạ. Chú năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 58 rồi. 58 tuổi. Rồi cái nguyên nhân vì sao mà chú ra đây ở? Thì chứ không có đất cát hết trơn, không có nhà cửa, không có đất cát, phải chịu ở như này. Không có nhà cửa, không có đất cát. Rồi có vợ con gì không cơ? Có vợ mà vợ lấy người ta lâu rồi. À, có người bị vợ bỏ hả? À, rồi có con không chú? Có hai đứa. Hai đứa? Rồi con giờ đang ở đâu? Ở dưới Trung Tâm dưới. Ở Đồng Tâm hả? Trung Tâm dưới này nè. Trung Tâm hả? Rồi có biết chú ở đây không? Biết. Biết luôn. Rồi con chú làm nghề gì? Nó đi bằng mướn không à. À, vậy là con đi mần mướn. Biết cha ở đây luôn. Sao mình không ở cùng với con mà mình lại phải ra gầm cầu ở chú? Ở không được. Sao vậy? Ở với nó mà nói nó không nghe. Thấy cũng bức buồn quá thôi mới đi. À, có ngày mình sống cùng với con chút vậy. À, vậy là mình sống cùng với con nhưng mà nói chuyện là con nó không nghe. Nó không nghe, nạt nhau lại. Nó nạt lại luôn. À. Trời. Vậy là chú sống ở đây được 3 năm rồi hả? 3 năm. À, từ hàng ngày chú làm gì để sống chú? Đi bán số sống không à? Đi bán vé số để sống. À, rồi hôm nay là chú nghỉ à? Cũng vậy, nghỉ được mười mấy ngày rồi. À, nghỉ được mười mấy ngày rồi. Chết. Rồi ở đây là có bị người ta đuổi không? Không. Ủa, hình như con thấy hình chú thờ vợ ở trong đây luôn hả? Thờ cha, thờ mẹ. À, trời. Đây này, chú ấy thờ cha mẹ chú ở trong cái gầm cầu này luôn, ở dưới gầm cầu trong cái lều này luôn hả bác? Cha mẹ đó. Rồi cha mẹ này. Còn vợ là có người chồng khác cho nên là không có thờ đúng không? Mà đúng chưa rồi. Chết đúng không? Đúng rồi. Rồi vợ chú là đi được bao nhiêu năm rồi? Đi cũng 7-8 năm rồi. 7-8 năm rồi. Là lúc đó là chú bao nhiêu tuổi? Lúc đi là lúc 200 tuổi thôi, lúc đó là 50 tuổi rồi. À, lúc đấy chú 50 tuổi. Mình có giận nhau hay đánh nhau chửi nhau gì không mà tự nhiên bỏ đi chú? Không có, lúc đó là bị gì tôi chắc chịu khoảng chừng 7 giờ à. Dạ. Là tôi nhà tiếng cơ gặp chắc chắc gì nè. Dạ. Giờ cái là 7 giờ à, tôi mới nghe tiếng nói chuyện chụp xì, tôi dọn qua thấy vợ tôi nãy chứ buồn cua thằng bên đây nè. À. Có dính tay mừng luôn. À. Có nghĩa là nhà sắp vách cái người đó. Đúng rồi. Rồi bắt đầu là hôm đấy chú đi đâu về mà chú bắt gặp? Bước qua đấy. À, đi qua đi tiểu bên sau à, đấy đó. À. Rồi nghe sụt xì, rồi nghe cái tiếng thì thầm bên trong. Đúng rồi. Rồi vợ thì đang trong mùng mấy thằng người khác. Đúng rồi. Rồi lúc đấy chú xử lý thì sao? Lúc đấy tôi giận này, tôi giận, tôi la vợ tôi, dùng lát vợ tôi mới trốn về đây nè, tôi mới la vợ tôi kêu đấu qua bên. À, có nghĩa là được kêu người đó qua là chứng minh là bảo không phải là cô ở trong cái mùng đó. Không có kêu nó qua bên. Qua bên. À, cũng như tôi la vợ tôi kêu đó qua bên vợ tôi. À. Tôi mới nói ông nội đó là thay sống vậy chưa dám bên mày nữa, người kêu cái làm thánh chứ. À.
Rồi có đánh lâu không? Rồi tôi giận, tôi buồn, tôi mắc cỡ, tôi bỏ, tôi đi luôn. À, vậy là do bị vợ phản bội, cho nên là buồn quá, bắt đầu là mới bỏ đi. Đúng rồi. À, rồi lúc đấy là vợ chú bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó tôi 50, vợ tôi nó mới 48 rồi. À, vợ chú 48, chú 50. À. Còn cái người đàn ông mà cặp bồ với vợ chú là bao nhiêu tuổi? Đó cũng 40 ngoài tuổi rồi. Cũng 40 ngoài. Vậy là chênh nhau khoảng là cái vợ chú là hơn những người đó mấy tuổi. À. Vậy là hôm đó mình mới bắt được tận mắt đấy đúng không? Bắt dính luôn tại chỗ luôn mà. Bắt dính tại chỗ luôn. Ngày sớm tại chỗ biểu tôi đâm đó, tôi đâu có đâm đâu. À. Tôi sẽ nhảy đâm chỉ cầm ở tù mới cần. Đúng rồi, đâm là lý ở tù đấy chú. Ví dụ như người ta không thương mình nữa thì người ta đi. Vậy bây giờ là cô ấy bỏ đi hay là vẫn ở tại chỗ đó? Cũng ở tại đó đó. Cũng ở tại đó luôn. Thế vậy chú đi là giống chú nhường cô lại cho đúng người đấy đó rồi. Rồi cô ấy có biết chú còn sống ở đây không? Biết. Biết luôn. Rồi có lên kêu chú về không? Không. Rồi mấy đứa con có kêu về không? Không. Cũng không luôn. Tắt quay rồi. Dạ. Cái máy tắt rồi. Dạ. Rồi vậy là con cũng kệ bà luôn. Mà vợ cũng kệ luôn. Ừ. Sao tự nhiên có cái cuộc sống mà nó bi đát vậy đấy? Vợ thì ở mấy người khác. Tôi ở này mấy năm trời con tôi đâu thăm, không biết tôi ở đây đâu thăm đâu. Ba năm trời mà chưa bước chân đến đây luôn. Không có thằng nào đã thăm đấy. Là hai người con trai cả chú? Hai thằng trai không? Ừ. À, hai người con của chú năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Thằng lớn mới có 28 rồi. Lớn 28 là cũng lớn lắm rồi chứ đâu phải nhỏ đâu. Nhỏ 26 tuổi. Ừ. Các bạn nhìn thấy chú ấy sống ở trong cái tròi này. Mấy cái bạc này là giống như chú nhặt ở đâu về này. Mình ra đường trước lên ngoài chú. Từng món gì mà. À, lên từng món. Từng món khác vô. Trời ơi, đây là mưa là nó có rột trên chốc cái mùng rột xuống không chú? Mưa bình thường thì nó không có, mà có cái dông á. À, dông là bắt đầu là gió nó tạt, mưa nó tạt vô. Dông mà nó tạt vô, cái dông có trong khâu luôn. Ừ. Cái chán chú bị sao chú? Giật gió. À, giật gió nó thâm vậy hả? Ừ. Rồi nhà mình anh em có thứ đông không mà mình không ở mấy anh em hay là... Anh em thì còn 4-5 người mà ở không được. Ở không được hả? Nhưng mà nhà bên đó là nhà của chú hay là nhà của vợ chú? Nhà đó là hồi đó là tái định cư đó, nhà nước tập hát, nhà nước cấp cho đó. Ừ. Có nghĩa là nhà đấy là nhà giống tái định cư. Ừ. Đúng không? Xong bắt đầu là mình đi là bỏ luôn. Tôi bỏ ở đó thì con tôi lấy này. Nhưng mà chú đứng tên mà đúng không? Hồi đó là tôi đứng tên, mà vợ tôi đứng tên. À, vợ chú đứng tên. Ừ. Nhưng mà ví dụ như thế là mình không ở nữa, mình ly dị mình vẫn có thể chia ra được mà. Thì con tôi vẫn lấy rồi. Con lấy hả? Lấy ở. Có nghĩa là con lấy ở rồi. À. Quá khổ. Sống mà sống kiểu này đi. 3 năm trời. Mình ở đây có bị ai đuổi không chú? Không, chưa ai đuổi chứ ta mình ở đàng hoàng, mình không là bạn người ta không có đuổi mình. À. Rồi khi mà mình đi là mình để về không sợ người ta vào người ta trộm ăn cắp à? Con bữa hổm có mấy bữa trước tôi bụng bộ tôi mua có hàng gà mái con cà trống. À. Bụng bộ để nuôi chơi. Dạ. Nuôi mới có mấy bữa cái bị chung cắp hết gà trống. À. Còn hai gà mái tôi dặn tôi bán luôn. Bán luôn hả? Tưởng làm thịt ăn luôn nhé. Buồn nuôi cha cũng bị cắp nữa. Ủa là vợ chú mà ở với cái người đó thì chú có nghi ngờ gì không hay là chỉ có bắt được có một lần đó thôi? Có nghi ngờ lúc trước nữa. Nghi ngờ lúc trước nữa? Ừ. Nghi ngờ lúc trước là hai đứa nói chuyện nhau cho thân mặt lắm rồi điện thoại gì cho số qua lại nữa. À. Mà là có nghĩa là ban đêm mà nó dẫn vợ tôi đi, dẫn vợ tôi đợi lần kia lắm, dẫn đi chơi với mẹ đi. À, là dẫn đi nhà nghỉ đó. Tôi biết mà tôi kiếm không gặp. À, tôi kiếm gặp tôi làm bộ, tôi làm bộ vậy nè. Tôi có xài điện thoại đó, mà tôi làm bộ tôi nói với đó, tôi nói, ê mày có số điện thoại vợ tao, mày điện vợ lên, tao không biết vợ tao đi cách này từ 12 giờ không thấy gì, mày hay đêm nha. À, cái đầu thằng đó nó giật mạnh nó nấy, vợ mày gì sao hàng à? À, nó nói câu đó tôi mới muốn sao mà gặp vợ tôi bỏ ra thì thằng con hay gian hay đứa nói gian luôn. À, bắt không dính tay tay. À, biết thì bắt không dính tay tay. Có nghĩa là chú gọi là giống kiểu là một lần đó rồi cái đầu khoảng chừng cỡ cũng gần 10 ngày đó là nó mới dẫn vô trong nhà nó ở trong vùng đó. À, kế bên nhà luôn mà vẫn xây vách luôn trong nhà luôn, xây vách luôn mà chồng ngủ trưa là qua bên đấy ngủ mấy thằng đó ngủ
chắc 7 giờ tối. 7 giờ tối hả? Ừ. Tao còn sớm thế mà đã ba mụn rồi. Ừ, mới ra đó vô mụn. Sợ thì chứ. À, sao không? Đúng vậy, ta làm cho phê cho ai làm như đó. Đúng không? Phê thì cũng quên rồi. Ừ. Thì ví dụ như ăn vụng thì cũng phải rơi lựa giờ chứ đúng không? Đúng rồi. Nhưng theo ta nghĩ nguy hiểm nhất là an toàn nhất. Người ta nghĩ là đầu tối không có cái gì cho nên là người ta mới hay là hứng giờ nào rồi gọi qua giờ đó thôi. Rồi rồi chú có buồn không? Cũng đâu có gì đâu, buồn đâu, bình thường. À. Đến chiều nay lấy số này, chiều nay lấy này. Đừng lấy mình bán được kiếm tiền. Có nghĩa là giờ mình cái tuổi của mình nó lớn rồi. Đúng rồi. Nhưng mà như cái tuổi này thì ví dụ như vợ chồng rồi con cái ở với nhau quây quần, mình lại phải dọn ra gầm cầu mình ở. Chú nghĩ chú có buồn vợ chú không? Cái cũng qua rồi, cũng lâu quá cũng hết buồn. Lâu quá rồi hết buồn rồi hả? Giờ giống kiểu cái lòng của mình nó nguội rồi đúng không? Nguội hết. Nhưng mà ngày xưa có thương vợ, thương vợ dữ không? Hồi xưa thì thương. Thương vợ lo vợ dữ lắm. À. Cuối cùng là bị vợ gọi là nói hơi ấy một tí, gọi là cắm sừng á. Buồn ha. Tao tụi chị chú quen tụi kể cho chú nghe chú giảng ốc liền. Dạ. Cảnh chú đi mần mớn nhưng chân nghèo mà chú có vợ đi. Dạ. Mà chú nghèo chú đi mần mớn thì mà vợ chú đem cơm với muối chú ăn không? À. Mà ở sớm người ta nói tôi không nói. Ở sớm người ta nói chào luôn bà kỳ quá, chồng bà đi mần mớn gì mà bà không mua cá mắm gì ăn cho. À bà mua cây trao chồng bạn cho bà để đem muối cho anh. À. Mà tôi không nói tới gì. À. Có nghĩa là cái thời điểm mà chú đi làm mướn làm thuê đó để chú kiếm tiền về nuôi gia đình. Nhưng mà vợ chú là bắt đầu là có tiền thì không có mua đồ ăn cho chồng mà chỉ có nấu được miếng cơm mới mang một miếng muối cho chú ăn. Tôi cũng ngầu chú ăn bình thường. Hay là giống kiểu vợ chú không thương chú? Nó thương chứ bán thương mà ngặt nó nấy có gì ăn nấy à. Có gì ăn đấy. Nhưng mà ở nhà ăn có vậy không? Ở nhà thì tôi ở nhà không có đồ ăn, tôi cũng đi kiếm ăn vậy. Rồi chú đi làm tiền về chú đưa tiền cho vợ để vợ để được tiền đâu? Tôi mang về hồi đó tôi mang về tiền về đưa cho nó thì đưa nó bữa nay thì ngày mai hỏi lại không còn bạn hả. Rồi cái tiền đấy đi đâu chú có tìm hiểu không? Hồi đó má nó còn sống thì nó còn má nó không. Có thể mang về cho gia đình nhà mẹ. Mang nhiều thì đưa má nó hết cho nhiều. Chồng còn bạn hả? Chồng đi làm mang tiền về thì lấy cái tiền đó là mang về cho bên nhà mẹ vợ. Hồi đó tôi mang có tiền sắm đồ phèn cho anh đang vậy nên cũng lọc đồ phèn bán đưa má nó cho tôi có lấy bạn rồi. Tiền của tôi không lấy bạn hết chứ. Tôi cũng không nói tiếng gì luôn, mình thân. Dạ. Tôi thương vợ lo vợ cái đó mình chung cuộc vậy nó phản tôi cũng rất buồn mà không nói cả. Có mình hết lòng vì vợ luôn chứ. mình sống hết lòng với vợ. Đi làm để lo cho vợ cho con. Cho nên là mới nói là kẻ thù đâu xa ngay kế bên luôn. Tôi có hàng con tôi mà thấy nó không thăm tôi đâu, thấy tôi không dài tôi đau bệnh chứ. Mà lỡ tôi có chết nó cũng chắc mấy này nó cũng đâu gặp mặt tôi nữa. À. Vậy là con mà sao nó lớn rồi mà nó đâu phải là nhỏ đâu mà sao nó lại... Giờ tôi ra tôi bị vô nhỏ bị trong này tôi chết rồi. Tôi chích thuốc, chích một mũi, chích là hai mũi. Dạ. Rồi cộng thuốc uống, rồi vô nó biển nhưng mà... Bữa nay mới thấy là bà thẻ cho mình. Dạ. Bữa đó ăn cơm ăn không vô luôn. Lúc chú dọn ra khỏi nhà đó thì vợ có mấy con có biết là chú đi không? Biết luôn hết trơn. Biết luôn. Nhưng mà cô không nói gì. Đúng rồi. Sao kỳ vậy? Con tôi thì nó nói cậy bả thì phải làm gì cậy bả, ba đừng nói với bạn rồi nói gì thôi. Rồi 3 năm mà chú ra đây chú ở là vợ con cũng không tới. Thà như thế là vợ nó phản bội mình, nó có người khác thì mình không nói. Đúng rồi. Nhưng mà con mình đứt ruột để ra rồi mình làm từng ly từng tí mình lo mình nuôi cho nó, mà tại sao đến lúc mà mình ra đây nó cũng không thèm tới thăm. Tôi không hiểu sao. Hay là nó nghe mai mẹ nó. Nó đâu ở chung mẹ là. Không ở chung hả? Nói chung là nói vậy là bây giờ là gia đình nhà chú là tứ tán hết rồi. Tứ tán chẳng à? Con một nơi, cha một nơi, mẹ một nơi đấy đúng không? Đúng rồi, cái gọi là vậy. Rồi bây giờ cái người mà vợ của chú ở cùng đấy là có ở còn ở với nhau nữa không? Thì nó ở với người đó không ạ? Có nghĩa là giờ là sống với người đó luôn. Công khai luôn hả? Còn công khai luôn, ngõ tới giờ luôn. Biết là vợ mình đang ở với cái thằng đó luôn, sát vách nhà mình luôn. Giữ nhà chắc đây là giữ làm cái cho hẹn. Trời. Đúng là những cái chuyện trên đời cái gì cũng có thể có nhỉ. Chú không nói với dốc láo gì đó. Dạ.
giờ còn hai đứa còn giữ làm gái. Những người đàn ông đó là có gia đình không chú? Đó hả? Đó có vợ hai đứa gái, mặn vợ nó lấy trai nó mới lấy vợ luôn. À, có nghĩa là vợ của người đó lấy người khác, rồi người đó lại quay sang lấy vợ của chú. Đúng rồi. Bây giờ chú kiếm ai đấy chú lấy vợ của người ta cho nó về. Còn nói chuyện cho vui nha chú, đừng có giận nha. Ý là còn nói chuyện téo téo tí cho nó đã buồn mà. Đúng là khổ thật. Rồi nước nôi là mình lấy đâu mình xài chú? Nước lấy cái can này là cái bàn nạn đó bà cho cái can, à, mình xin cho, hả? Can vậy đó. À. Rồi à, một ngày đồ mà chú đi bán vé số vậy thì có đủ sống không? Bán thì ngày bán ngày có 120 vé, 120 có 130, có cái bữa 140 có. Dạ. Thì ngày ăn uống sáng chiều còn dư có 30-40 ngàn chứ. À. Có nghĩa là mình đi bán rồi bắt đầu là cũng không dài tôi dư, không dài tôi dư 2 triệu bạc đó mà tôi bệnh không dài hết luôn, còn bạc luôn. À. Bây giờ không còn 50 xu luôn. Không còn 50 xu luôn. Hết tiền luôn rồi, giờ bệnh nó hết tiền luôn. Giờ ngày mai 3 triệu nó lấy dấu, mà bán cũng mới có tiền lại. Là mình lấy chịu hay là sao? Lấy chịu. À, lấy chịu bán xong là chiều về trả tiền lại cho người ta. Đúng rồi. Mình tiền lời rồi mình ăn. Tiền lời mình ăn. Còn cái vốn trả anh ta. Dạ. Rồi, che được quá. Sống bằng gọi là 3 tấm bạt, 1, 2, 3 tấm. Trên mái là cũng không có luôn. Cũng may là được một cái gọi là cái giường để cho nó... Cái tấm này, bán số tôi móc mua cái tấm này 1,5 triệu nè. À. Rồi là có cái chỗ để cho nó cao lên để nằm cho nó. Trong tầm phước ở trong phải mua ngoài này. Dạ. Lúc đầu là con nghĩ cái này là của chú này, cái chòi này này. Cái này cũng cả đây đó. À, nhưng không ngờ là chú là còn tệ hơn cả cái lều này nữa. Rồi thờ cha thờ mẹ ở trong này luôn. Là lúc đi chú cầm đi theo hả? Đi theo trên tay chứ đâu bỏ được. Ừ. Nói chung là theo như mình nhìn thấy các bạn thì giống kiểu chú đi ra gầm cầu chú ở, nhưng mà chú có không quên mang hình cha hình mẹ đi thờ, là chú cũng thuộc là người cực kỳ là giống kiểu sống cũng cha mẹ nào mà đâu mình phải thờ đó chứ cha giờ. Sống cũng có tâm ha. Sống đầu cha lại sống đó. Dạ. Yeah. Rồi có dỗ quẩy cho cha mẹ không? Có. Có ngày phải cúng đồng hành chứ. À. Tới ngày dỗ thứ là chú mua đồ về chú thắp nhang chú cúng. Đúng rồi. Hai ông bà chắc là mất lâu rồi chú. Mất lâu. Chú lớn tuổi rồi mà. Có bà già mất trước, bà già mất ra cũng đâu cũng 60 năm vậy. À. Ông già mới mất lên mấy chục năm nay. À, nói chung là ai cũng mất trên mấy tầm mấy chục năm rồi. Anh em ruột của mình có biết mình ở như vậy không? Biết luôn. Nhưng mà cũng không ai tới giúp chú hả? Anh em của tôi thì cả gia mới công xấu hổ. Sao chú cứ kể tâm sự với mấy con rồi? Anh em tôi nói ra anh em tôi trên một lợi dụng không ai. Sao là sao? Lợi dụng. Có nghĩa là lợi dụng chú hả? Anh em ruột lợi dụng chú? Là lợi dụng về vật chất hả? Lợi dụng cũng như là lợi dụng tiền bạc gạo lúa thóc vậy đó. À. Như hồi đó như anh tôi đó nghèo vậy đó. Ừ. Như có vợ nghèo khổ rồi tôi đi tôi còn lúc đó tôi còn trai đó. Dạ. Thì tôi đi mần mướn mình thay cái làm sinh tôi. À. Ăn khổ với tôi. Mình thấy anh em khổ mình đâu bỏ được. Dạ. Thì cũng mới giúp anh em mà tôi mần được 2 giờ lúc cho 2 giờ rồi gạo cũng có cũng đưa. Giờ thôi bây giờ thấy cái gì cũng kinh hơn tôi không? Đó là nhà của ông cũng lấy cũng mở luôn. Nhà cũng lấy luôn? Ừ, là nhà tôi đặt luôn đó. Đặt nhà của ông cũng lấy luôn. À. Có nghĩa là cái lúc mà thời điểm chú đang làm được, chú đang khỏe mạnh đó. Chú đi làm được thì bắt đầu là chú lo giúp cho anh em trong nhà. Đúng. Để cho anh em trong nhà khỏi đói. Rồi đến lúc mà bây giờ chú xa cơ thất thế thì ví dụ như là anh em trong nhà lại bỏ mặc chú. Không thèm nhìn ngó tới chú. Chú thấy vậy chú có buồn không? Thấy rồi, tôi cũng không làm buồn, không làm gì. Thời gian nữa mình già, mình ốm, mình đau thì mình cũng nằm như vậy à? Thì mình sao giờ, kiểu gì, kiểu vậy à? Mình có tính về sau này mình sống như thế nào không? Thì nào ông bà mà ăn chơi mà có độ, mình có tiền, có bạc thì mình mới cắt cái nhà bự lên, mình ở chứ sao giờ? Cắt ở đây á hả? Cắt ở đây đâu ai cho cắt? À, ý là mình làm, mình ráng đi làm để kiếm tiền, để dành rồi và kiếm chỗ nào đó mình dựng cái chòi mình ở. Sao mình không đi kiếm cái chỗ nào người ta làm vườn hay là người ta ấy đấy chú? Mình xin mình làm ở nhỏ nhà người ta luôn. Có đâu. Ừ. Nghĩa là không kiếm được mấy cái việc đó. Ngay một cái gầm cầu. Cũng may là có cái chỗ này để gọi là nó đỡ mưa được một xíu để mà ở. Thấy buồn cho số phận của chú ha. Thấy vợ con cái vẻ cũng không được. Có 3 năm nay tôi về qua đây thấy mà nhà chút nó phải chút rồi chứ.
em phải gặp mà chúng gặp tôi mấy năm trước thôi, tôi ở bên đầu đấu đấy, tôi gặp thì thôi đi giàu rồi, tiêu rồi. Là lúc đó mình như thế nào chú? Lúc đó tôi ở bên đầu đấu là tôi cảm cách chơi. Có nghĩa là lúc trước là lúc chú mới ra chú chưa về đây ở? Chưa về đây ở, ở bên đầu đấu trước. Nó ở ngoài kia rồi bác bị người ta trộm cắp hay là gì? Người ta ăn cắp không? À. Tôi tối tôi ngủ là nó lấy cho không còn cái giống gì. À. Chỉ tôi còn có một còn quần áo không chống, còn dây nọng chắc cái gì cũng không còn. À. Có nghĩa là mình mua cái gì về hoặc là mình sắm được cái gì đó là về người ta lấy hết của mình. Lấy chơi, cắp hết chơi. Điện thoại cũng lấy, tiền cũng lấy, số cũng lấy. Dạ. Rồi mấy bà thằng số bà thương tôi, bà thấy tôi khổ bà thương tôi, bà mới cho, bà mới đưa số tôi lấy bán nữa. À. Chứ gần người ta không thương, người ta không cho tôi bán, nó có chơi đối luôn. Ừ. Tôi bán tôi ra góp, từ mới biết được rồi. Dạ, dạ. Bây giờ ví dụ như thế là con chú hoặc là vợ chú nó tới tìm về chú vậy không? Dễ gì đâu. Dễ gì nó tìm lắm. Dễ gì nó tìm, mình mong đấy nhưng mà nó không có tìm đâu. Con tôi dễ gì nó tìm, dễ gì nó tìm tôi lắm. Chú có muốn gửi gắm gì đến con cái không? Đến vợ không? Con thấy tôi nghèo nó đâu có tìm chú. À, có nghĩa là cha nghèo quá chứ con nó cũng khinh thường hả? Ừ. Chú có muốn nhắn gửi gì đến vợ con chú không? À, dạ thôi tôi uống cơm đi. Uống cơm đi hả? Rồi, là có nghĩa là coi như chết rồi. Năm ngoái mình kề tôi đi dưới nè, đi dưới thăm con tôi nè, mà đi gặp tôi lại chửi. Sao nó chửi? Hay biết đâu. Nó chửi sao chú? Chửi mình chó đẻ, mình xuống đây làm gì chứ? À. Có lợn búa đâu? À. Tôi xuống tôi thăm con tôi lo con tôi mà nó gặp mặt tôi lại chửi. À. Tôi cũng ghét, cũng làm thịnh, tôi cũng không nói kệ làm gì. À. Nếu vậy là ngày xưa sống với cái vợ chú chắc là vợ chú nó cũng chửi chú dữ lắm ha. Hồi đó sống thì đâu có đâu. Hồi đó sống nó mà chửi. Dạ. Sợ tôi đâu nhưng chửi tôi. Chú thấy số phận của mình như vậy chú có buồn không? Thật lòng cũng hết buồn. Hết buồn rồi. Giờ giống như nguội lạnh vậy đúng không? Hồi đó tôi sống rồi, tôi sống với vợ tôi mà tôi bên vợ tôi cậy cậy cũng đắng luôn. À nuôi cả bên vợ luôn. Vợ tôi mới nghèo mới khổ mà giờ vợ tôi nó phản tôi cũng buồn tôi nói cái làm gì đó. Ừ. Trước đang còn sức còn làm được ấy thì làm lo nuôi cả gia đình bên vợ luôn. Ừ, anh em trong nhà cũng lo luôn. Đến lúc mà xa cơ thất thế thì coi như chả ai coi mình ra cái gì. Đúng rồi. Nói gì. Chú có cảm thấy cuộc đời nó bạc bẽo không? Sợ về sau ví dụ chú già cả rồi là ốm đau nằm ở đây rồi. Làm sao có ai biết, lão mày có gì đâu ai biết. Ra gầm cầu hả? Vậy là cái người mà lấy vợ của chú lúc mà chú ở gần đấy thì hai người chơi có thân không? Thân chứ. Có nhậu nhẹt cùng với nhau không? Không. Người ta bảo tin bạn của anh. Chung mà có cái đi làm đạo mai táng chung. À, có nghĩa là đi làm đám ma chung. Đúng rồi. Chung với nhau. Rồi gọi là giống kiểu là tin bạn thì bán vợ đó, tin bạn là mất vợ đó. Mà cái thằng lấy vợ tôi á là má hàng đó tôi kêu bằng chị. À, chị ruột á hả? Chị ở xóm. À, chị ở xóm. Rồi cậu của con đó là bạn với tôi. Ừ. Bạn chơi thân tôi nghe, nhậu nhảy tôi nghe. Rồi dạ. Cô của con đó, ấy gì cũng đó chứ. Dạ. Gì cũng đó là cũng bạn tôi nữa. Dạ, dạ, dạ. Bạn thân luôn. Ừ. Mà vậy thằng mà... đó đúng như thằng đó là anh gia cháu á. Ừ. Cha lần lấy vợ thì nó buồn luôn. Có nghĩa là cái người mà lấy vợ của chú là tới đấm tính ra so vai vế là nó là cháu của chú. Ừ, là cũng là cháu của vợ chú luôn. Ừ. À nhưng mà cháu lại đi lấy cô à? Ừ. Cháu đi lấy thím à lấy gì? Thím coi cũng vậy thôi. À mỗi cái là tuổi nó cao thôi đúng không? Còn vai vế thì nó thấp. Tôi chẳng nghĩ được vợ tôi nghe luôn vợ tôi nói dùng mũi dừng lấy xong. Có nghĩa tình cảm bây giờ phân búa thì tuổi tác đúng không? Ý là vợ chú nó phân biểu vậy hả? Tình nghĩa vợ tôi nói động này là đánh gia cháu mày nè. Chứ không phải đánh mà đánh chồng mày lấy. À. Nếu nay dùng người dân mà nhận gì? À, có nghĩa là chú nói với vợ chú là cái thằng này nó chỉ đáng mà gia cháu. Dạ dạ, nói nghĩa đáng tuổi cháu của mình thôi nhưng mà vợ chú nó nói là người dân cho nên cháu chắc cái gì đúng không? Thích lấy thôi đúng không? À. Thường ha. À, thôi hôm nay thì con ghé con thăm chú ha. Tài cũng biết thì chú sống ở đây rồi thấy cái hoàn cảnh gia đình của chú rồi bắt đầu cái cuộc sống của chú nó cũng gọi là bất hạnh. Yeah. Thì thôi thì con cũng ghé con thăm chia sẻ thì cũng hy vọng là ví dụ như thế là
trong quá trình chia sẻ này, nếu có ai thương tình giúp đỡ cho chú được thì giúp đỡ cho chú được phần nào ha. Dạ. Chú có xài số điện thoại không chú? Có. Chú cho con số điện thoại chú được không? Được. Chú đọc đi ạ. 058 25 25 25 00109 00109. Ừ. Dạ, chú tên là chú Hồ Văn Cải. Chú Cải. À. Rồi thôi, hôm nay thì con có duyên gặp chú ha, thì con cũng thay mặt cô Phương ở bên Mỹ gửi biếu cho chú ít tiền làm quà. Yeah. Tiền này của cô Phương ha, biếu cho chú 100 làm quà. Dạ. Thì để con chia sẻ, thì nếu có ai thương tình giúp đỡ thì sẽ liên hệ trực tiếp với chú ha. Dạ. Dạ. Chú cao là được cái mấy cái toàn đó, dưới cây này kia là che. Chúng chỉ hy vọng là có cái chỗ ở cho nó lành lặn để cho không phải mưa gió thôi. Thôi bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đây quá. Chào hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong cái clip sau nha. Yeah.